Hi, xin chào tất cả các anh chị yêu Lan nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị một trong những cái mặt bông rất là dễ thương nha mọi người. Cây này là cây Taida Swan nha mọi người. Taida Swan hoa thơm, rất là thơm. Màu trắng lưỡi tím. Bông to nha, sai hoa to nha mọi người. Hoa cực kỳ đẹp luôn á. Màu trắng lưỡi tím thọng vàng. Cánh nó có phớt phớt tím tím nè. Mẫu này bên em bán cây hàng trồng thuần là 150.000 một chậu nha anh chị. Đó. Cây như thế này 150.000. Anh chị nào yêu thích cái dòng cây này thì chốt giùm em nha. Taida Swan, một trắng lưỡi tím, 150.000, hàng lá trồng thuần nha. Mặt bông của em cực kỳ đẹp và rất là dễ thương luôn. Nếu mà anh chị sưu tầm cái mẫu này thì bấm chốt và cho em số điện thoại nha. Bên em sẽ liên lạc lại với anh chị. Rất là xuất sắc và cực kỳ đẹp.